chào các bạn học viên của Kina.vn. Rất vui được gặp lại các bạn ở khóa học thứ hai trong chuỗi khóa học về thị trường bất động sản. Nếu bạn thực sự muốn làm một người môi giới bất động sản thành công và có uy tín, tôi tin rằng khóa học này sẽ giúp cho các bạn nắm vững những yêu cầu, quy tắc hoạt động của dịch vụ môi giới, đồng thời tạo cho các bạn một nền tảng vững chắc với những kiến thức cơ bản, kinh nghiệm thực tiễn trong công việc sau này. Cụ thể hơn là bạn sẽ tìm hiểu các chi tiết về dịch vụ môi giới bất động sản bao gồm những nội dung sau đây. Chúng ta sẽ trao đổi với nhau về tổng quan về cái môi giới bất động sản, vai trò của nó trong thị trường, nguyên tắc hoạt động, đặc biệt là nguyên tắc khi chúng ta tư vấn tài chính. Các bạn cũng sẽ nắm rõ các cái điều kiện kinh doanh, rồi yêu cầu về chuyên môn trong cái hoạt động môi giới bất động sản, những cái yếu tố ảnh hưởng đến việc phát triển môi giới bất động sản của chúng ta. Và cuối cùng chúng ta sẽ thảo luận với nhau về những cái kinh nghiệm môi giới bất động sản của các nước trên thế giới. Và cuối cùng chúng ta sẽ trao đổi với nhau về đạo đức nghề nghiệp trong môi giới bất động sản. Rất vui khi được tiếp tục đồng hành cùng với các bạn và giúp đỡ các bạn trong cái bước đường kinh doanh cũng như là môi giới bất động sản. Hẹn gặp lại các bạn ở bài học đầu tiên giới thiệu về môi giới bất động sản.